Huy xin kính chào tất cả các anh chị và các bạn đang theo dõi kênh Xe Cũ Miền Nam. Thì hôm nay tại Toyota Hiroshima Tân Cảng, bên Huy mới về một chiếc xe Vios bản G số tự động nha các bạn. Đây là một phiên bản cao cấp nhất của dòng Vios 7 túi khí và đầy đủ những cái tính năng an toàn của xe. Thì chiếc xe này được bên Huy mới lái về, đang chuẩn bị làm Marukuri. Chiếc xe rất là đẹp, thì Huy sẽ mời các bạn xem về chất lượng của chiếc xe để xem chiếc xe này có phù hợp cho gia đình mình mua sử dụng hay không nha các bạn. Huy mời các bạn ạ. Đây các bạn, đây là chiếc xe Vios 2019 bản G, bản cao cấp nhất của dòng Vios. Xe này là biển số thành phố luôn nha các bạn. Sử dụng đèn bi, có dãy đèn chiếu sáng ban ngày. Xe thì trang bị rất là nhiều tính năng rồi, 7 túi khí và những cái tính năng là hệ thống ABS, rồi hệ thống hỗ trợ phanh khẩn cấp, ổn định điện thân xe và 7 túi khí, rất là nhiều tính năng nha. Về màu sơn thì các bạn có thể xem qua, xe này màu sơn còn rin rất là nhiều. Xe có dán phim cách nhiệt, rồi gắn che mưa. Trên tay cầm thì có nút bấm ra vào cửa thông minh, tay nắm mặt chrome. Bản G mới có những cái tính năng này nha các bạn. Phía sau thì chủ xe có gắn camera gear rồi nha. Mình về mình sử dụng thôi, không phải lo lắng gắn thêm bất kỳ những cái gì nữa. Bên Huy bảo trì bảo dưỡng cho anh chị và các bạn. Mình chỉ việc lái xe về và đổ xăng và chạy thôi. Bản G, đây là bản cao cấp nhất của dòng Vios nha các bạn. Phía sau thì có hai cái cảm biến gear. Huy quay sơ bộ cho các bạn coi về gầm nhún. Gầm nhún thì xe này còn nguyên bản nha các bạn. Chưa đụng chạm gì tới. Xe thì vẫn còn bảo hành, bảo hành hãng trên toàn quốc tới tháng 9 năm 2022. Cho nên là các anh chị và các bạn hoàn toàn yên tâm về chất lượng của chiếc xe. Đèn thì sử dụng đèn LED nha các bạn. Đèn thắng là sử dụng đèn LED. Khá là đẹp. Xe này thì bên Huy chủ yếu về làm Maru, vệ sinh lại phần động cơ, đánh bóng xe, vệ sinh nội thất bên trong và tiến hành vệ sinh gầm. Các bạn chỉ việc lái xe về và đi thôi. Chất lượng của chiếc xe này còn rất là đẹp. Một chiếc xe 2019. 2019 nha các bạn. Gần cuối 2019 thì nó không khác gì nhiều so với một chiếc xe mới. Khá là đẹp. Rồi, sơ lược cho các anh chị và các bạn nắm về chiếc xe Vios bản G này. Thì Huy sẽ mời các bạn xem thêm về phần nội thất bên trong để đánh giá về chất lượng của chiếc xe này nha. Rồi, Huy mời các bạn ạ. Đây các bạn, đây là phần nội thất bên trong của xe màu kem nha. Xe này thì mới lái về, bên Huy chưa có làm Maru nên hơi dơ tí xíu, các bạn thông cảm. Vios thì chắc chắn rằng hầu như tất cả các anh chị đều biết về cái dòng sản phẩm này rồi. Thì nay Huy sẽ quay sơ bộ cho anh chị xem thôi. Này, nếu như mà đi hai người ở phía sau thì mình có thể gập cái tựa tay này xuống để ly rồi ha các bạn ha. Tắp bi rồi, chủ xe để giữ khá là kỹ, rất là kỹ nha. Không có bị trầy xước gì, chỉ nó hơi dơ về phần nội thất. Thì bên Huy sẽ làm Marukuri vệ sinh lại. Ở dưới sàn thì chủ xe có lót cái tấm lót chân, ngoài cái lót sàn simili rồi thì lót thêm một cái tấm này nữa, rất là kỹ. Táp lô rất là đẹp nha các bạn. Đây, ở trên táp lô thì chủ xe có lót một cái tấm cách nhiệt cho phần táp lô. Hay đầu DVD, camera gear, hệ thống điều hòa là sử dụng hệ thống điều hòa tự động nha các bạn. Hộp số thì xe này sử dụng hộp số vô cấp, chuyển số rất là êm dịu. Ngoài cái vấn đề tiết kiệm nhiên liệu luôn các bạn, thì chuyển số nó rất êm, nhiều lúc mình sẽ không nhận thấy được xe này nó đang chuyển số. Đây, về phần động cơ các bạn xem qua, bảo trì bảo dưỡng rất là đầy đủ tại hãng nha các bạn. Động cơ vẫn còn được bảo hành chính hãng tại Toyota. Bất kỳ đại lý Toyota nào các bạn cũng có thể đến để bảo hành nếu như mà có bất kỳ lỗi về sản phẩm hay là về lắp ráp. Còn từng bộ lon con tán, mọi thứ là còn nguyên bản hết nha các bạn, nguyên vẹn hết. Bên Huy cam kết về chất lượng xe cho các bạn, cho nên là hoàn toàn yên tâm, không đâm đụng, không ngập nước. Động cơ hộp số còn nguyên bản nha, chưa từng tháo rỡ đầy tu.
đường bộ lon con 8. Động cơ thì vẫn được bảo hành tới tháng 9 năm 2022 lần các bạn. Thì sơ lược cho các anh chị và các bạn nắm về tình trạng ngoại thất, nội thất cũng như là về phần động cơ. Thì chiếc xe này đang được bên Huy chào bán với giá chỉ là 540 triệu thôi nha các bạn. 540 triệu với một chiếc xe bản G, bản cao cấp, biển số thành phố. Thì giá khá là hợp lý. Các anh chị và các bạn nào có nhu cầu thì vui lòng liên hệ với Huy. Huy xin kết thúc video tại đây nha. Thì hẹn gặp lại các anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Còn nếu như mà anh chị và các bạn nào chưa tìm cho mình được một sản phẩm phù hợp thì vui lòng đăng ký kênh. Đăng ký kênh để khi mà có xe Huy sẽ chuyển lên kênh cho các bạn. Để các bạn nào thấy sản phẩm phù hợp thì đến liên hệ với Huy để thử xe và sở hữu chiếc xe để phục vụ cho nhu cầu đi lại của gia đình. Rồi, bye bye.